cho vô cái thảm nè. Ui. Trời ơi, oh. Trời ơi. Hay quá. Đúng là giải giải huy chương vàng. Chúc em là được công nhận rồi. Thôi, đừng làm với anh. Qua đây, qua đây. Qua đây. Qua. Đạp luôn, đạp luôn, đạp luôn. Hay quá. Trời ơi. Hay quá. Giỏi quá anh Tú ơi. Giỏi quá, giỏi quá. Điểm nào ơi. Trời ơi. Đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Wow. Quá dữ dội. Trời ơi, hay quá rồi bé. Đá gì mà ghê vậy? Của em là chỉ cái nhiệm vụ của em chỉ là đá qua thôi đó. Vô 2 3 đá cho vô cái thảm nè. Ui. Trời ơi, trời ơi. Hay quá. Đúng là giải giải huy chương vàng. Chúc em là được công nhận rồi. Lấy vô cô Lâm, lấy vô cô Lâm. Trời ơi, Lâm chỉ làm nhảy đây thôi. Đó, không mang nhiệt độ không biết mang nhiệt độ làm chi á. Thôi, đừng làm với anh. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua. Đạp luôn, đạp luôn, đạp luôn. Trời ơi, đánh sầu luôn, đánh sầu luôn. Đánh sầu luôn, trời ơi, yếu quá. Vô, cứ vô. Coi anh Tú nè. Anh Tú đừng, đừng giỡn. Nè. Trời ơi. Hay quá, giỏi quá anh Tú ơi. Giỏi quá, giỏi quá. Điểm nào ơi. Trời ơi. Đây nè. Mấy em lại nó đạp. Lâm bị dạ nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, đó. Rồi, đừng lo cho chị. Huy chương vàng. Lại, lại, lại. Lại, trời ơi. Trời ơi. Anh đi quên. Dạ. Ủa là, mình gì có gì đồng đội. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Lại, không chào, không chào. Có ngày, có không? Mày sát có ngày nên kim. Dạ. Giỏi quá chị ơi. Chị, chị nè. Từ đây luôn. Từ đây luôn, từ đây luôn. 1, 2, 3. Tiếp luôn, tiếp luôn. Tiếp luôn. 2, 3. Trời ơi, quá rồi. Chết quá. Thôi khỏi. Cái kia mặt quấy khỏi đá. Thưa quý vị, tài năng của cậu ấy sẽ được thể hiện ngay bây giờ. Với các vị trí đã chọn là 2m5, 2m6 và 2m7. Dạ. Thì hôm nay cậu ấy sẽ đến được level nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin mời. Ui chà, căng quá à. Trời ơi. Đã thành công vị trí đầu tiên. Vị trí tiếp theo. Cẩn thận cho cố nha, giữ sức nha. Trời ơi. Vậy là không đúng rồi, chúng về rồi. Quá đơn giản. Ôi trời. Cứ từ từ, không có gì gấp hết. Cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cứ nghỉ ngơi đi. Ngơi, không nghỉ ngơi cho nó. Khỏe chưa? Khỏe nha. Bắt đầu tiếp tục. Được, được này luôn. Được luôn. Mình nữa, mình nữa. 2m4. Bây giờ là 2m5. Đá luôn đúng không? Nếu em đá được cú này, chị già sẽ vui lắm.
Gà chiến, gà chiến. Không sao, cứ từ từ, không sao gì hết trơn. Nghỉ mệt đi con. Trời ơi. Nghỉ mệt, không có gì mà gấp hết á. Nha, sân khấu là của con. Đừng có cố quá mà. Mặt còn tự tin lắm, chắc được rồi, được rồi. Mời các bạn bắt đầu bình luận. Chọn ai? Mình ủng hộ người ta. 2m5. 2m6. 2m7. 2m7. Rồi. Chúng tôi đề nghị nghệ sĩ tách ra cho em nó thở. Nếu như bây giờ em nói là thôi anh Giang ơi, em xin phép ngừng ở đây vì cái vị trí mà em đá cao nhất là 2m6 thì có nghĩa là gì? Lê Diệu Vũ Lâm là người chính xác, còn hai đội kia mỗi người sai một nấc, có nghĩa là gì? Hai người đồng điểm, còn Lê Diệu Vũ Lâm là chính xác. Còn nếu như bây giờ em nói là anh Giang hãy để em đá thì câu chuyện nó sẽ khác. Nói đi, tự tin lên, cuộc sống mà. Anh Giang hay để em đá? Anh Giang hay để em đá? Cháu nó còn trẻ mà, nó phải phấn đấu chứ. Nếu bây giờ em nói rằng là vị trí này đang bị gọi là sát với cái cầu thang thì chúng tôi có thể chờ qua đây cho em được. Không sao đúng không? Trời ơi, thằng bé nó chuyên nghiệp. Anh Giang ơi, em nghĩ là cái máy, cái bơm này nè, mình phải đi ra để đá dăng cái bơm xuống. Cái bơm á. Bơm ơi, bơm đi ra đi bơm. Cái bơm. Bơm nè, bơm phải đi ra. Nè, đá dăng bơm xuống, đi ra bơm. Bơm đi ra. Sẵn sàng, em có quyền nghỉ ngơi thêm 10 phút nếu em thích. 10 phút là khá. Wow, được luôn, được luôn. Được luôn thì tất cả chúng ta chuẩn bị. Rồi. Thưa quý vị, 2m7 kỷ lục. Đây, bây giờ sẽ hỏi luôn. Đi qua đây. Đá cái gì mà đá cái gì? Bình thường đá được nhiêu? Dạ, bình thường cũng tầm đó. Cũng tầm đó. Đá dữ gì? Đá dữ gì? Này, tập quét nhiều gì mà quét dữ vậy? Quét dâu gì dữ vậy? Quét dữ vậy ai chịu cho nổi?